Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu với các bạn về dòng máy Yung Kiệp Sangwa mã là RVK7. Đây là dòng máy cũng khá là mới, hiện tại còn khá là mới và được trang bị 7 tấm điện cực nên cho nước đầu ra rất là tốt. Bên cạnh đấy thì máy được trang bị bộ lõi là 12.000 lít. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành test nước đầu ra qua máy RVK7 cho các bạn nhé. Đầu tiên là tôi sẽ lấy ở mức axit mạnh nhé. Đây là mức axit mạnh này, đây là mức axit nhẹ này, đây là mức trung tính này, đây là mức 8.5 này, mức 9 chấm này, mức 9.5 này, và mức 10 chấm. Đấy. Thì ở cái mức axit mạnh này thì trên màn hình của các bạn nó sẽ hiển thị màu đỏ nhé. Màu đỏ để cảnh báo là các bạn không được uống. Đấy. Đấy. Thì... đây, đây là mức axit mạnh này. Tương đương ở cái vòi thải ra ấy, thì nó sẽ lấy được cái kiềm mạnh nhé các bạn nhé. Kiềm mạnh này. Đó. Tiếp theo là tôi sẽ lấy sang cái nước axit nhẹ. Cái nước axit nhẹ này thì các bạn dùng có thể dùng để rửa mặt hàng ngày, để gọi là tẩy trang hoặc là giống như kiểu nước hoa hồng đấy. Tiếp theo là tôi sẽ lấy sang cái mức nước trung tính. Mức nước trung tính này là mức nước là 7.0 nhé. Trung tính 7.0. Đối với cái mức nước trung tính này thì là cái nước ở qua vòi thải nó rất là ít. Mức trung tính 7.0 này. Tiếp theo là tôi sẽ lấy lên mức 8.5. Cái mức 8.5 này thì dành cho người mới bắt đầu uống. Thì các bạn uống ở cái mức 8.5 này. Khi mà chuyển sang cái chế độ 8.5 này là máy chuyển sang cái chế độ kiềm nhé, nước kiềm ấy, thì là màn hình nó sẽ chuyển sang màu xanh dương như này. Còn khi mà cái nút trung tính như này thì màn hình nó sẽ là màu xanh lá các bạn nhé. Tiếp theo là mức 9 chấm. Ở cái mức này thì các bạn sẽ uống sang cái tuần thứ hai này. Sau khi uống mức 8.5 thì sang cái tuần thứ hai các bạn uống cái mức 9 chấm. Và cái mức 9 chấm này thì các bạn có thể dùng để vo gạo, nấu cơm. Tiếp theo là tôi lấy sang mức 3. Mức 3 này là mức tương đương với độ pH là 9.5. Thì các bạn sẽ dùng để pha trà, pha cà phê và uống thường xuyên nhé. Uống thường xuyên, uống đến suốt đời đấy. Là mức 3. Tiếp theo là mức mức này là mức kiềm là 10 chấm đến 10.5 nhé. Thì các bạn dùng cái mức này để các bạn ngâm rau củ quả thì nó sẽ thôi được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trên rau củ quả, và các bạn có thể dùng cái nước này để ninh hầm xương, nấu cháo các thứ. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái dung dịch chỉ thị màu để test cho các bạn nhé. Bước đầu là mức axit mạnh này. Đấy, mức axit nhẹ này. Tiếp theo là mức trung tính này. Tiếp theo là mức 8.5 này để uống tuần đầu tiên này. Tiếp theo là mức 9 chấm này. 9 chấm thì các bạn dùng để nấu cơm, vo gạo, nấu cơm và uống tuần thứ hai. Tiếp theo là mức 9.5 này. Đây là mức này thì các bạn dùng để pha cà phê và uống suốt đời, uống thường xuyên đấy. Và tiếp theo là cái mức 10 chấm. Đấy, cái mức này thì các bạn sẽ dùng để ngâm hoa quả và dùng để ninh hầm. Khi mà các bạn ngâm ở cái mức này, ngâm hoa quả ở cái mức này, nó sẽ thôi ra các cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Còn đây là cái mức kiềm cao này. Đấy. Đây như các bạn thấy này. Cái màu nước của cái con Sangwa RVK7 này nó lên rất là chuẩn. Đấy. Đối với cái mức trung tính này các bạn nhé. Đây mức trung tính này. Thì các bạn dùng để pha sữa và uống thuốc tây nhé, pha sữa cho trẻ con ấy và uống thuốc tây. Này các bạn nhìn sẽ có màu xanh lá như này và có hình viên thuốc này,
Bên đây có hình bình sữa này, đấy các bạn dùng để uống thuốc tây và pha sữa. Các bạn nhìn trong cái bảng bảng tháng chế độ pH này rất là chuẩn đấy nhé. Đấy. Đây là mức axit 6 chấm này, mức axit 6.6 này, đấy. Mức nên đến đây là mức kiềm 7, mức trung tính tầm 7.4 này, đấy. Mức đây là mức 8 chấm này, đây mức 9 chấm này, đây mức 9 9.9.5 này, đây mức 10 chấm này, đấy. Và đây là mức cao, kiềm cao. Cái này ở mức kiềm cao này các bạn sẽ dùng có thể để giải độc nhé, giải độc trong trường hợp các bạn đi uống rượu về hoặc say, các bạn có thể uống một một đến hai cốc nước kiềm cao này để các bạn khử cái độc tố rượu ở trong người và giảm trung hòa cái lượng axit trong cơ thể. Bây giờ ở cái mức mức 10 chấm này tôi sẽ lấy để thử kiểm tra cho các bạn cái nồng độ hydrogen trong nước nhé. Các bạn nên chỉnh cái lưu lượng nước một chút cho nó vừa tầm này một chút này, đang cái lưu lượng nước đi qua đây các bạn có thể nhìn cái dòng chảy nước đi qua này, nó đang là 2.3 lít trên trên phút nhé. Đây bạn điều chỉnh lại cái lưu lượng nước một chút, đây các bạn có thể nhìn cái nồng độ hydrogen của nó rất là cao. Đấy, cái bọt khí hydrogen rất là dày và mịn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử cái khả năng chống oxy hóa của cái nước này nhé. Đây, đây là cái dung dịch oxy già này. Đấy. Đây, bây giờ các bạn ngoáy lên. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy này, nước lại về trở về màu trong trong suốt. Đấy, như vậy là tôi giới thiệu với các bạn và cùng các bạn test cái chất lượng nước đi qua cái con máy ion kiềm Sanwa RV-7. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái chất nước độ pH qua máy này rất là chuẩn, rất là niên màu, rất là chuẩn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.